Anh em ta đáp đời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1.503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ gian san ta phải chết cho quê hương. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 2 tháng 2 năm 2018, và là buổi phát thanh lần thứ 2456 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây: Hà Nội tuyên án bác sĩ Hồ Hải 4 năm tù giam; các dân biểu Úc yêu cầu chính phủ tích cực can thiệp vào các vụ đàn áp tôn giáo ở Việt Nam; giải tỏa hơn 20.000 căn nhà trên các kênh rạch Sài Gòn; trước sức ép của dư luận, công an Phú Quốc phải xin lỗi nạn nhân; Philippines bắt được một thủ lãnh phiến quân cộng sản. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Vân Khanh và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Cho đến trong câu chuyện thời sự, phóng viên Thái Hòa có buổi trao đổi với bác sĩ Nguyễn Quyền Tài, trưởng ban thường trực Liên mạng Người Việt Tự do Toàn cầu, để tìm hiểu nỗ lực ký thỉnh nguyện thư gửi lãnh đạo thành phố Mimasaka yêu cầu hủy bỏ việc dựng tượng Hồ Chí Minh. Giữa chương trình, chương mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tán mạng xung quanh sự kiện niềm vui và nỗi nhục cùng lúc xảy ra tại Việt Nam với U23 và vây cá mập trên nóc tòa đại sứ Việt Nam tại Chí Lợi. Sau cùng, như thường lệ mỗi tối thứ sáu, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ hai của ông bà Nguyễn Thanh Trang tại San Diego, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đồng thời để vinh danh luật sư Nguyễn Bắc Truyển, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bá Cơ trình bày sau đây. Trong một phiên tòa được diễn ra âm thầm, Hà Nội đã tuyên án bác sĩ Hồ Văn Hải 4 năm tù giam và 2 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ. Là chủ nhân của trang blog Hồ Hải, bác sĩ Hồ Văn Hải trong mấy năm qua đã viết nhiều bài bình luận nói về những sai trái bất công xã hội và hiểm họa mất nước vào tay Trung Quốc. Theo cáo trạng của công an, bác sĩ Hải có 36 bài viết mang nội dung chống phá chế độ. Bác sĩ Hồ Hải năm nay 54 tuổi, từng làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn trước khi mở phòng mạch riêng. Ông cũng là người sáng lập kiêm chủ tịch của quỹ khuyến học Tây Du nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2016, ông bị công an ập vào tư gia lục soát và còng tay đưa về đồn. Giới đấu tranh tại Việt Nam đều không hay biết về phiên tòa xét xử bác sĩ Hồ Hải. Tuy nhiên, trong thời gian bị giam giữ, ông nhất quyết từ chối thuê luật sư bào chữa, vì biết rõ là bản án dành cho ông đã được định sẵn và tòa án sẽ chẳng nghe lời biện hộ của các luật sư. Trong lá thư gửi Ngoại trưởng Julie Bishop, hai dân biểu Liên bang Úc đã yêu cầu chính phủ Úc phải mạnh mẽ can thiệp vào các vụ đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Trong lá thư, dân biểu Chris Hayes và Tim Watts nêu lên trường hợp điển hình về vụ bỏ tù các tín đồ Hòa Hảo vào 2 tuần trước, với 4 người bị án nặng nề là 2 cha con ông Vương Văn Thà, Vương Thanh Thuận cùng 2 người cháu là Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Văn Thượng. Một trường hợp khác là 2 giáo dân Công giáo Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong vừa bị tuyên án tù tại Nghệ An. Quý thư dân biểu Hayes và Watts nhấn mạnh rằng nước Úc là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, vì thế phải có trách nhiệm áp lực Hà Nội tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân, theo đúng tuyên ngôn về nhân quyền mà Hà Nội đã ký kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Vào hôm qua, nhà cầm quyền Sài Gòn đã tổ chức một hội nghị nhằm thu hút vốn đầu tư cho dự án giải tỏa hơn 20.000 căn nhà trên các kênh rạch của thành phố này. Theo giải thích của nhà cầm quyền Sài Gòn, mục đích dẹp bỏ các căn nhà này là nhằm giải quyết triệt để về tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập lụt và bảo vệ sức khỏe cho người dân Sài Gòn. Theo ước tính của giới chức Sài Gòn thì phải cần hơn 2 tỷ Mỹ Kim để tiến hành kế hoạch giải tỏa nói trên,
Tuy nhiên không biết là 20.000 gia đình này với nhân số lên đến cả 100.000 người sẽ phải di dời đi đến vùng đất nào. Nhà cầm quyền tỉnh Kiên Giang vào hôm qua thừa nhận là các công an Phú Quốc đã xúc phạm nhân phẩm người dân khi mang ba phụ nữ và một người đàn ông ra đường phố để bêu tên về tội mua bán tình dục. Phó Giám đốc Công an Kiên Giang tuyên bố là sẽ mở cuộc điều tra trong vòng 10 ngày, và nếu đưa ra các chứng thật thì Công an thị trấn Dương Đông phải công khai xin lỗi về vụ xúc phạm nhân phẩm nói trên. Dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi hình ảnh được tung lên mạng, cho thấy các công an Dương Đông vào hôm thứ Hai, ngày 29 tháng 1, đã mang bốn người mua bán tình dục ra đứng trên đường phố và dùng loa phóng thanh để xì vả họ. Không chỉ nêu tên tuổi các nạn nhân, các công an còn say sưa mô tả cảnh tượng mua bán tình dục của họ trước sự chứng kiến của du khách ngoại quốc. Cảnh sát Philippines vào hôm qua loan báo họ đã bắt được một thủ lãnh phiến quân Cộng sản theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Người bị bắt là ông Rafael Velosis, 69 tuổi, người cầm đầu quân sự của Đảng Cộng sản Phi từ thập niên 1980. Lực lượng Cộng sản này từng có đến 20.000 thành viên, nhưng sau nhiều thập niên bị truy quét hiện chỉ còn hơn 3.000 tay súng. Trong mấy thập niên qua, các chính phủ kế tiếp của Phi vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với lực lượng phiến quân Cộng sản này nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dài dẳng khiến hơn 30.000 người thiệt mạng suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố là chấm dứt đàm phán vì lực lượng này đã trở thành một tổ chức khủng bố cần phải tiêu diệt. Thưa quý thính giả, các cộng đồng người Việt hải ngoại vừa nhận được email của bác sĩ Nguyễn Quyền Tài, trưởng ban thường trực liên mạng người Việt tự do toàn cầu, kêu gọi người Việt khắp nơi ký thỉnh nguyện thư gửi ban lãnh đạo thành phố Mimasaka ở Nhật Bản, đề nghị hủy bỏ tượng Hồ Chí Minh. Phóng viên Thái Hòa đã tiếp xúc với bác sĩ Nguyễn Quyền Tài để tìm hiểu việc vận động này. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Vâng, xin nhận lời cho anh Thái Hòa. Thái Hòa, phóng viên Đài Đáp Lời Sông Núi, xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quyền Tài. Rất hân hạnh được bác sĩ nhận lời tiếp xúc với quý thính giả của đài hôm nay. Thưa anh Thái Hòa, thưa quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi, hôm nay tôi hân hạnh được anh Thái Hòa cho dịp thưa chuyện cùng quý thính giả. Kính thưa bác sĩ Nguyễn Quyền Tài, chúng tôi nhận được email của bác sĩ kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại ký thỉnh nguyện thư gửi ban lãnh đạo thành phố Mimasaka ở Nhật Bản để phản đối việc Cộng sản Việt Nam vào tháng 11 vừa qua đã tặng cho thành phố này một bức tượng Hồ Chí Minh và đã khánh thành một khu gọi là Không gian Việt Nam Hồ Chí Minh tại một nơi trong thành phố, trong đó có đặt tượng Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, tại sao chúng ta lại phải làm công việc phản đối này ạ? Thưa anh Thái Hòa, thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam cố đánh bóng hình ảnh Hồ Chí Minh để duy trì quyền thoại Hồ Chí Minh yêu nước, giải thoát Việt Nam khỏi chế độ thực dân và thống nhất đất nước, hồi biện minh cho việc tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam dưới chế độ độc tài độc đảng theo lề lối Cộng sản. Tôi nghĩ người Việt tự do cần phá tan quyền thoại này để cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không có chính nghĩa gì để duy trì chế độ Cộng sản trên đất nước Việt Nam. Chế độ này đã gây đổ vỡ đau thương cho nhân dân Việt Nam, gây hàng triệu người bị thương vong trong cuộc chiến tranh và duy trì đất nước trong gông kìm của Cộng sản Trung Hoa. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác sĩ. Tôi còn thấy một cái lý do quan trọng khác, đó là Hồ Chí Minh là một tên tội đồ của dân tộc, một tên ra lệnh giết hàng chục ngàn người dân trong vụ cải cách ruộng đất, xua hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc vào Nam để nướng họ trong ngọn lửa chiến tranh xâm lược miền Nam tự do. Vì thế việc đặt tượng để tôn vinh một tên sát nhân như vậy tại Nhật chẳng những là một chuyện phi lý mà còn là một sự sỉ nhục cho nước Nhật, đồng thời còn xúc phạm đến hàng triệu người dân Việt Nam từng là nạn nhân của tên sát nhân này, thưa bác sĩ. Nhưng mà thưa bác sĩ, việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố gắng vận động để được đặt tượng Hồ Chí Minh ở đâu đó tại nhiều quốc gia ở hải ngoại thì có đạt được mục đích tuyên truyền của họ không? Có làm cho người dân ở những quốc gia đó nghĩ tốt cho ông Hồ Chí Minh hay cho Đảng Cộng sản Việt Nam hay không, thưa bác sĩ? Thưa anh Thái Hòa, thưa quý thính giả, tôi nghĩ việc đặt tượng Hồ Chí Minh ở hải ngoại chỉ có ảnh hưởng rất giới hạn trong mưu tính đánh bóng cho Đảng Cộng sản và tiện minh cho chế độ cai trị của họ. Dân chúng ở các nước có thể đến xem tượng Hồ Chí Minh vì tính hiếu kỳ hơn là vì lòng ngưỡng mộ. Nhưng mà thưa bác sĩ,
Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn tiếp tục đầu độc dư luận thế giới bằng những luận điệu tuyên truyền dối trá của họ về ông Hồ Chí Minh cũng như là về đảng của họ. Vì thế dẫu sao chúng ta cũng phải làm cái gì để thế giới và nhất là giới trẻ Việt Nam của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền đầu độc đó, phải không ạ? Thưa anh Thái Hoàng, thưa quý thính giả, thưa Việt Tự Do cần tiếp tục cho thấy những cái sự kiện lịch sử mà không ai có thể chối cãi được, chính đảng Cộng sản cũng không thể phủ nhận. Thứ nhất là Hồ Chí Minh là một cán bộ của Cộng sản quốc tế, được đảng Cộng sản quốc tế cho về Việt Nam, thành lập cái đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đấy đưa nước Việt Nam vào trong gông cùng Cộng sản. Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản là những người đã gây nên cuộc chiến tranh Việt Nam, đã khuấy động những cán bộ của họ ở miền Nam Việt Nam, đưa quân chính quy từ Bắc vào Nam để xâm chiếm miền Nam. Và người Việt tự do cần cho quốc tế thấy cái việc đó, và cho dân dân Việt Nam, nhất là những giới trẻ ở Việt Nam và ở hải ngoại, thấy là đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không còn có chính nghĩa gì để mà tiếp tục cai trị và tiếp tục áp đặt chế độ tài độc đảng trên đất nước Việt Nam nữa. Thưa bác sĩ, người Việt trong và ngoài nước muốn ký tên vào thỉnh nguyện thư để mà phản đối việc đặt bức tượng Hồ Chí Minh để tôn vinh ông ta ở Nhật Bản thì phải làm sao ạ? Thưa anh Thái Hoàng, phương tiện duy nhất đó là gửi một cái điện thư về cho chúng tôi. Địa chỉ gửi điện thư đó là Liên mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu @gmail.com. Tôi xin lặp lại, Liên mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu, viết dính với đầu thành một chữ và không có dấu, Liên mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu @gmail.com. Và tôi xin thưa quý đồng hương ở các nơi, nếu được tin có một dự án nào đó cho Đảng Cộng sản Việt Nam đặt tượng Hồ Chí Minh ở thành phố hay ở địa phương mình, thì xin liên lạc với chúng tôi ngay trước khi cái việc đó xảy ra, để chúng ta cùng với tất cả những cái cộng đồng, những hội đoàn, người Việt tự do ở khắp nơi trên thế giới cùng lên tiếng phản đối, làm sao cho những cái dự án đó không thành tựu được. Thưa bác sĩ, hiện nay thỉnh nguyện thư của bác sĩ đã thu thập được bao nhiêu chữ ký rồi? Thưa quý thính giả, hy vọng là chúng tôi sẽ thu thập được 10.000 chữ ký. Hiện nay thì chúng ta đã thu thập được trên 5.000 chữ ký rồi. Và cộng đồng người Việt ở Nhật đã có kế hoạch đến ý kiến các giới chức thẩm quyền ở thành phố Mibasaka để trình thiện nguyện thư. Cùng với một nhóm công dân người Nhật ở tại thành phố cũng đã lên tiếng phản đối và nhóm này cũng đã đang thu thập chữ ký. Bất diệt vận động từ nhiều phía, tôi nghĩ là cái việc này có cơ hội thành công, đặc biệt là trong trường hợp này, người dân ở Mimasaka sẽ bầu lại các giới chức điều hành thành phố trong tháng 3 này. Nhân cơ hội này thì người Việt ở Nhật và các công dân Nhật ở thành phố có thể lên tiếng mạnh mẽ và vận động cho việc hủy bỏ việc đặt tượng ở bảo tàng viện của họ. Trước khi kết thúc, thay mặt cho đài Đáp Lời Sông Núi, chúng tôi xin cầu chúc cho công việc mà bác sĩ đang nhiệt tâm làm được thành công tốt đẹp. Nhất là với những cái cố gắng của bác sĩ và sự công tác nhiệt tình của người Việt khắp nơi, Cộng sản Việt Nam sẽ không thể đặt được những bức tượng của Hồ Chí Minh hay treo những lá cờ máu của họ ở bất cứ nơi nào tại hải ngoại nữa. Đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với quý thính giả của đài chúng tôi. Cảm ơn anh, ta cũng xin gửi lời cầu chúc quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi và kính chúc quý thính giả mọi sự như ý trong năm mới. Và kính chào anh. Thưa quý thính giả, như đã loan báo, kể từ thứ Năm 1 tháng 3 năm 2018, chương trình Đáp Lời Sông Núi sẽ phát trên làn sóng ngắn 25m, tức 11.850 kg chu kỳ, thứ Hai đến thứ Bảy vẫn từ 8h30 đến 9 giờ tối, riêng Chủ nhật từ 5h30 đến 6 giờ chiều. Mong quý thính giả lưu ý về sự thay đổi này. Xin cảm ơn quý vị. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Cả tuần trước, hai anh có thấy giới trẻ Việt Nam lên cơn sốt vì U23 được vào chung kết giải bóng đá Á Châu không? Có chứ. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Vì Việt Nam rất mê môn bóng đá, nhưng chưa lần nào đội tuyển của Việt Nam được lọt vào vòng chung kết như lần này, nên chẳng những giới trẻ mà bất cứ ai hâm mộ môn thể thao này cũng đều phấn khởi đến cuồng nhiệt là như vậy. Tinh thần hâm mộ thể thao là một điều tốt, rất đáng khích lệ, nhưng lợi dụng sự hâm mộ của quần chúng vào những mục tiêu khác thì cần phải cảnh giác và tránh xa, chẳng hạn như lợi dụng sự cuồng nhiệt của giới trẻ để quảng cáo cho bia rượu, thuốc lắc, ma túy dẫn đến sa đọa là một điều cần phải chặn đứng. Thật sự thì đã có những lạm dụng này trong các ngày sôi động trước trận chung kết. Ngoài những gì Tâm Anh nói ra còn có những hình thức cá cược với số tiền ăn thua rất lớn lên đến hàng tỷ đồng do các tay anh chị có vỏ bọc an toàn thực hiện. Cái máu đỏ đen có sẵn bấy lâu nay lại được dịp trỗi dậy trong các dịp có những cái trận cầu diễn ra đấy chứ.
Thế còn cái trò các cô người mẫu mặc bikini trên Vietjet để đón các cầu thủ trở về nhằm mục đích gì vậy hả hai anh? Thật sự mà nói, Hướng Dương cũng không hiểu được công ty hàng không Vietjet này muốn làm gì khi đưa các cô gái ăn mặc thiếu vải lên phi cơ chào đón các cầu thủ trẻ. Ngoài chuyện khoe mông, khoe ngực, xem rất phản cảm, thì họ còn có ý đồ gì nữa đây? Đây là màn trình diễn tương tự để quảng cáo cho hãng máy bay này đã sử dụng một lần cách đây không lâu rồi. Các anh chị còn nhớ chứ? Việc sử dụng các cô gái để quảng cáo thương mại như Vietjet là chuyện bình thường, nhưng càng lúc càng tỏ ra ít hiệu quả, nên tội nghiệp cho các cô gái này trở thành trò cười cho thiên hạ một khi thấy phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam bị rao bán một cách rẻ tiền như vậy. Thưa hai anh, đó là chuyện vui U23, nhưng giữa lúc vui ấy lại có những chuyện buồn khác xảy ra mà ít được nhắc đến. Chắc là hai anh bận xem bóng đá nên không theo dõi. Chứ chuyện gì buồn mà chị Tâm Anh muốn nói đến? Thứ nhất là cái vụ nhân viên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phơi vi cá mập trên nóc nhà ở San Diego, thủ đô nước Chile đấy mà. Sự kiện này đã bị người dân địa phương lên tiếng phản đối vì gây ô nhiễm môi trường. Nghe đâu đó là các viên chức làm việc cho Bộ Công Thương Việt Nam. Dù làm việc cho Tòa Đại sứ, cho Bộ Công Thương hay một cơ quan nhà nước nào, thì trước mắt người dân bản địa họ cũng là những viên chức Việt Nam, cũng phải nghĩ đến thể diện quốc gia chứ không thể làm bừa để mang tiếng cho dân tộc mình như vậy được. Sự kiện phơi vi cá mập trên nóc nhà như hình chụp được công bố chẳng những bốc mùi hôi, làm ô nhiễm hàng xóm, mà còn vi phạm những công ước quốc tế bảo vệ các sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Điều ấy chứng tỏ những viên chức Việt Nam này không được đào tạo đến nơi đến chốn, hay vẫn quen lối sống của những đảng viên ngu dốt nhưng kiêu căng ngạo mạn như ở Việt Nam vậy. Nếu họ nghĩ đến thể diện quốc gia thì đã không có các viên chức ngoại giao Việt Nam buôn lậu ngà voi, sừng tê giác như ông Nguyễn Khánh Toàn, một tùy viên thương mại của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, năm 2006 bị bắt quả tang đang tìm cách đưa 9 ký sừng tê giác ra khỏi nước này. Rồi cuối năm 2008, bà Vũ Mộc Anh, bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, buôn lậu sừng tê giác. Đó chỉ là những vụ bị bại lộ, bị phanh phui trước công luận. Còn biết bao nhiêu những cái vụ buôn lậu rửa tiền, chuyển ngân không hề được biết đến. Chỉ cần nhìn số lượng người được đưa lậu sang Anh, Pháp, Đông Âu v.v. thì đủ biết ai có khả năng làm được việc này nếu không phải là những viên chức ngoại giao của nhà nước. Còn một tin khác rất đáng buồn nhưng bị lu mờ vì hào quang của U23, đó là cảnh sát Đài Loan phanh phui đường dây trộm cắp của người Việt. Bản tin hôm 21 tháng 1 của tờ Taiwan News cho biết một nhóm gồm 3 người phụ nữ và một người đàn ông đã giả dạng làm du khách để trộm đồ. Nhóm này đã bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ và đang bị điều tra vì tình nghi trộm cắp hàng hóa tại nhiều cửa hàng ở Đài Loan. Quả tình, đây là một vết nhơ rất đáng xấu hổ khi những người Việt Nam trộm đồ ở các cửa hàng nước ngoài. Trước đây những thông tin từ Nhật, Thái Lan đã treo những bảng cảnh báo trộm cắp bằng tiếng Việt trước cửa tiệm, nhà hàng để nhắm vào du khách Việt Nam. Đó là một nỗi sỉ nhục cho chúng ta. Hôm nay lại xảy ra tại Đài Loan nữa. Thật đáng buồn, vì đâu ra nông nỗi này, thưa anh chị? Gian dối trộm cắp thì đâu cũng có, nhưng tại Việt Nam hôm nay thì tôi cho rằng nó bắt nguồn từ một thể chế chính trị phi nhân tính, phi đạo lý. Tất cả quyền lực đều do dối trá bạo lực mà có. Ai khéo dối trá, che đậy, lừa lọc thì kẻ ấy thắng. Một xã hội mà người ngay phải sợ kẻ gian, người làm việc tốt phải khiếp sợ kẻ gian tà thì hậu quả tất yếu là sự giữ lên ngôi. Nên giáo dục để uốn nắn con người nên thiện hảo thì nó đang đào tạo ra một lớp người chỉ biết trung thành với chủ nghĩa độc tài độc đảng, ích kỷ, quan liêu, phe nhóm, thì hậu quả tất yếu là những cái chuyện xấu xa như chúng ta vừa nói đến phải xảy ra thôi. Anh Thái Hòa nói đúng, Tâm Anh mong rằng đừng ai tiếp tục làm nhục người Việt chúng ta nữa. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng hết giờ mất rồi. Tâm Anh, Hướng Dương, Thái Hòa xin hẹn gặp lại quý thính giả trong một bàn ngang tán dọc lần tới. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết hòa về gia sản, ta về chiến cho quê hương. Bằng cách cố tình phá hoại tương quan nghiêm chỉnh như luật pháp và hiến pháp hầu củng cố độc tôn chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chà đạp giềng mối và phản bội quyền lợi quốc gia. Mời quý khán giả theo dõi quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề
tương quan thiếu nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và luật pháp dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, tương quan thiếu nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và luật pháp dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa. Cũng như tại nhiều quốc gia độc tài khác, từ độc tài cá nhân trị, quân phiệt đến giáo phiệt hoặc Marxist, khi bị quốc tế lên án là đàn áp nhân quyền và giam giữ các tù nhân lương tâm hoặc chính trị, các chế độ này thường biện minh cho hành động của mình như sau. Một là dưới chế độ của họ hoàn toàn không có tù nhân lương tâm hay chính trị, chỉ có tù nhân hình sự. Hai là nếu trả tự do cho các tù nhân mà quốc tế cho là tù nhân lương tâm hoặc chính trị, thì xã hội sẽ trở nên bất ổn và ảnh hưởng đến sự trị an và phát triển quốc gia. Tất cả các chế độ độc tài, đàn áp nhân quyền, từ cổ chí kim, từ Hitler đến Stalin, từ Saddam Hussein đến Kim Chí Nhân, từ Gaddafi đến Cộng sản Việt Nam đều lập luận như thế. Một thực tế nữa xảy ra là sau khi các chế độ sụp đổ và các tù nhân lương tâm và chính trị được trả tự do, thì họ không còn là những kẻ tội phạm, cũng không gây bất ổn cho trị an, mà còn trở thành những lãnh đạo, các đảng phái khác nhau, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Trường hợp các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Tiệp Khắc, các quốc gia Yugoslav cũ, Latvia, Lithuania, Estonia, Mông Cổ và ngay cả những quốc gia độc tài quân phiệt, không cộng sản trước đây như Nam Hàn, Đài Loan, v.v. là những chứng minh hùng hồn cho sự thật này khi chấp nhận chuyển mình thành dân chủ đa nguyên. Đảng Cộng sản Việt Nam lập luận rằng những tù nhân chính trị này đều là những phạm nhân hình sự, vì thông thường họ bị truy tố và kết án bằng ba điều luật sau đây, vốn là thành phần của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều 79 Bộ Luật Hình sự quy định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Điều 88 Bộ Luật Hình sự quy định tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 258 Bộ Luật Hình sự quy định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Cả ba điều trên rõ ràng vi hiến và đi ngược lại tinh thần của các điều 24, 25 và 30 của Hiến pháp 2013. Điều 24 Hiến pháp quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Điều 25 Minh thị quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Điều 30 Hiến pháp quy định mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và những việc làm trái pháp luật của cơ quan tổ chức, cá nhân. Một trong những nguyên tắc nền tảng của luật hiến pháp hiện hành tại các quốc gia dân chủ, pháp trị, xuất phát từ phán quyết của Chủ tịch Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ John Marshall trong phiên xử Marbury v. Madison 1803 như sau. Bởi vậy, văn bản đặc thù của Hiến pháp Hoa Kỳ xác định và củng cố cho nguyên tắc được coi là căn bản của mọi bản hiến pháp thành văn là bất cứ một điều luật nào đi ngược lại với hiến pháp đều vô hiệu lực, và tất cả các tòa án cũng như cơ chế chính quyền khác đều phải tuân theo hiến pháp. Đôi khi các điều khoản trong các hiến pháp có thêm thành ngữ theo quy định của luật pháp. Tuy nhiên, câu này không hề có ý nghĩa rằng luật pháp muốn quy định thế nào cũng được và có thể ngang nhiên đi ngược với tinh thần của hiến pháp. Thành ngữ này chỉ có ý nghĩa là hiến pháp
nêu ra những nguyên tắc lớn, luật pháp sẽ triển khai chi tiết và phương pháp cụ thể hầu thi hành nguyên tắc này. Nhưng luật pháp không thể vi phạm tinh thần của một điều khoản nào của hiến pháp cả. Các điều khoản 79, tội lật đổ chính quyền nhân dân, 88, tội có hành vi chống nhà nước, và 258, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, rõ ràng đi ngược với tinh thần của các quyền tự do công dân theo các điều 24, 25 và 30 của Hiến pháp 2013. Điều này vi phạm nguyên tắc tương quan nghiêm chỉnh giữa luật pháp và hiến pháp nêu trên của thẩm phán John Marshall theo tinh thần của luật hiến pháp đương đại. Thêm vào đó, từ góc cạnh đạo đức Đông Phương, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng các điều 79, 88 và 258 trắng trợn đi ngược lại với tinh thần của hiến pháp năm 2013. Như trên, có thể so sánh với hành động xúi dục con cái miệt thị hoặc chửi bới cha mẹ vậy. Một tương quan nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và luật pháp là một tương quan, theo đó, bất cứ một điều luật nào xung đột với tinh thần của hiến pháp đều phải triệt tiêu và vô hiệu lực ở mức độ của sự xung đột. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam dùng quyền lực của công an và quân đội áp đặt một tương quan nghịch chiều giữa hiến pháp và bộ luật hình sự, trong đó bộ luật hình sự ngồi xổm trên đầu của hiến pháp, thì họ không những xé bỏ một giường mối trị quốc nền tảng, mà họ còn minh thị khinh miệt sự thông minh của cả dân tộc Việt Nam. Gần đây nhất, các ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và một thanh niên trẻ tuổi Trần Hoàng Phúc bị kết án tù tuần tự 8 năm, 6 năm rưỡi và 6 năm ngày 31 tháng Giêng tại Tòa án Nhân dân Hà Nội với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 ghi trên. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn mất khả năng nhận diện khách quan sự vận hành của lịch sử. Họ đã gia tăng đàn áp mọi đối kháng chính trị trong nước và trong năm 2017 đã tu chính và siết chặt thêm bộ luật hình sự bằng cách phá hoại tương quan nghiêm chỉnh giữa luật pháp và hiến pháp hầu bảo vệ sự tồn tại của Đảng. Cộng sản Việt Nam đã phản bội quyền lợi dân tộc. Đã đến lúc toàn dân Việt đứng lên giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, một bản hiến pháp hiến định, pháp trị và đa nguyên sẽ hình thành, và một tương quan nghiêm chỉnh giữa hiến pháp và các sắc luật của quốc gia sẽ làm giềng mối cho một nước Việt Nam thực sự dân chủ, văn minh của tương lai. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến luật sư Nguyễn Bắc Truyển, sinh năm 1968, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 8:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc@daplời.songnui.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-6868.
1-800-930-9860, ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ đài hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnui.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.